gà của dân trên xã Thằng Tín tự nuôi này. Phải đợi tối mới bắt rất, được đấy. Rất là ngon, phải đợi trời tối mới bắt được. Đến sớm đó. Tại vì khi gà chưa vào chuồng là chưa thể bắt được đâu. Tuấn Đúc mời mọi người nha. Thêm nghề vào đây cho vui. Chấm này. Rồi mời mọi người thưởng thức nào. Mọi người ơi, vậy là trong phần trước thì Tuấn Đúc đã review vườn hoa mận của em Minh tại thôn Ngài Thầu, xã Thằng Tín. Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi. Nói thật, bây giờ Tuấn Đúc rất muốn di chuyển đi về vì Tuấn Đúc rất là đói cơm, vì chưa không ăn gì cả. Nhưng anh Dũng thì lại muốn là sẽ di chuyển tiếp để đi xuống vườn mận máu của anh Kinh ngay dưới trung tâm của xã Thằng Tín. Đối với vườn mận máu của anh Kinh thì hàng năm cho thu hoạch khoảng 50 triệu đồng với những cây mận máu già và quả rất là sai và ngọt nếu không chịu ảnh hưởng của những trận mưa đá. Và anh Dũng muốn rằng là hai anh em sẽ đi lang thang và đến nhà dân nào đó thì có con gà thì mua lấy 1-2 con bắt rồi luộc, sau đó là hai anh em sẽ xé ăn, sau đó là kể cả là tối muộn về cũng được. Chính vì thế mà mình cũng đang rất là đói nên là mình sẽ cùng anh Dũng di chuyển xuống dưới đó để xem có hộ nào bán gà và sẽ luộc gà luôn nhé các bạn ơi. Sau đây mình mời các bạn cùng Tuấn Đúc di chuyển xuống vườn mận máu của anh Kinh nào. Mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy cây mận máu theo đường đi không ạ? Rất là nhiều luôn. Quá tuyệt vời luôn này. Cả một rừng cây mận máu luôn mọi người ơi. Rất là đẹp luôn. Quá là tuyệt vời. Xung quanh ở đây là những cây mật máu của xã Hàng Tín rất là đẹp. Ở đây thì rất là mát, khí hậu rất là lạnh. Những bông hoa mận nở trắng như những bông tuyết luôn. Rất là tuyệt vời. Bên kia có một cây chưa có hoa luôn. Đây là cây mận. Đây là cây lây. Các bạn có thấy không, mình đã di chuyển được một đoạn rất xa rồi nhưng mà vẫn còn những gốc mận bán ở hai bên đường rất nhiều luôn. Thật là thích, rất là thích luôn. Các bạn có thể nhìn thấy những gốc mận ở phía dưới này trắng hết cả một vùng luôn. Đây, cây mận thì rất là to nhé các bạn ơi, rất to luôn. Cây mận thì rất là to. Năm nay nếu mà không chịu bởi mẹ thiên nhiên, không có trận mưa đá nào thì năm nay những cây mận này sẽ cho ra những trái mận máu rất là ngon luôn. Vì khí hậu hanh khô và có một đợt rét như thế này vào đúng cái thời điểm mà hoa mận bắt đầu nở thì năm nay mận sẽ được mùa, nhưng mà phải đảm bảo là không có trận mưa đá nào cơ. Các bạn nhìn thấy không, cả cái cảnh, khung cảnh, những cái cây mận này đẹp quá tuyệt vời. Tuyệt vời chưa? Cây mận tuyệt vời chưa? Mình cảm thấy rất là vui khi được đến đây thăm những vườn mận máu của những người bà con nhân dân dân tộc Nùng tại xã Thằng Tín, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Điểm view thì rất là đẹp. Và ở đây thì những ngôi nhà vẫn được làm theo hướng là nhà sàn, rất là sạch sẽ. Mình cũng đang rất là đói và mình cũng muốn là vào hộ của ai đó, có thể là đặt lấy 1-2 con gà bản địa, xong sau đó là luộc lên. Và cùng anh Dũng đang làm caramel cho mình để xé ăn nhé mọi người nhé. Hiện tại đã là gần 6 giờ chiều rồi, trời cũng hơi tối rồi. Và đây là các bạn.
đây là một con dao dùng để thái chuối lợn. Cây này thì rất là to này, các bạn có thể nhìn thấy cây này thì cực kỳ là to, đúng một người ôm luôn, bằng một người con gái mà bạn vẫn giống đồng đạp từng ôm. Rất là to nhé. Tả được hết kia vẻ đẹp. Có lẽ là phải ngủ lại đây khi buổi sáng những cái lớp sương mù mà đang tràn qua những gốc mận này, và mình sẽ đứng ở một điểm cao hơn, ví dụ như trên sàn của các hộ dân ở đây, và mình sẽ review lại cái hoàn cảnh và chụp lại cái ảnh quay lại lúc đó vào lúc sáng sớm khoảng độ 6 giờ sáng. Có lẽ lúc đó là sẽ là lúc đẹp nhất, vì hoa mận màu trắng với lại cả cái sương mù màu trắng sẽ tạo ra một kia khung cảnh như thơ mộng, như kiểu là vườn đào ở trong phim Tây Du Ký. Trong Tây Du Ký thì có vườn đào, nhưng ở đây thì có một vườn mận máu của dân tộc bản địa ở nơi này. Quá là tuyệt vời. Du khách khi mà xem kênh YouTube Tuấn Nùng Hà Giang, có thể là sang năm nếu những bạn nào ở gần quanh thành phố Hà Giang có thể lên đây, ở trong cái địa bàn tỉnh Hà Giang có thể lên đây để thăm cái vườn mận của xã Thằng Tín này. Còn những du khách phương xa, sang năm tới khi mà đi du xuân, có thể là liên hệ với Tuấn Nùng để Tuấn Nùng sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, mời mọi người đến trải nghiệm cái vườn mận máu. Ở đây thì có mấy vườn cơ, và đây cũng là một vườn mận máu gồm những cây mận máu rất là cổ thụ, cũng có tuổi đời khá là lâu rồi, cũng phải trên chục năm, vì những cái thân cây này rất là to các bạn nhé. Tại nơi này thì người khách du lịch nơi xa đến, hoặc là những bạn trẻ khi mà chụp ảnh cưới trong cái độ xuân sang như thời điểm trong tháng 1 âm này, có thể đến đây để chụp những bức ảnh cưới của các đôi bạn trẻ thì rất là tuyệt vời luôn. Khi mà Tuấn Nùng lên đến đây thì Tuấn Nùng cảm thấy rằng khi được trải nghiệm, được chiêm ngưỡng những vườn mận máu của những người dân cộng đồng dân tộc Nùng bản địa thuộc xã Thằng Tín, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang, tạo ra một cái vườn mận như thế này thì thật sự là rất đặc sắc luôn. Các bạn có thể thấy những bông hoa mận là trắng tinh, trải theo đường, kéo dài đến khoảng độ hơn 100 mét. Và trên phía trên là những nhà dân, người ta sinh sống vẫn là nhà trình tường, nhà sàn, trình tường hai đốc nhà, theo đúng nối nhà sàn của người Nùng từ trước đến giờ. Thật sự là ở đây thì rất là đẹp. Quá là tuyệt vời các bạn ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, những cây mận thì rất là to luôn. Trời bây giờ cũng trở về chiều và sương mù bắt đầu bao phủ nên là cũng khá là tối, nhưng các bạn có thể vẫn nhìn thấy rõ những thân cây mận trắng tinh, những thân cây mận rất là to, hoa rất là nhiều. Chỉ mong sao khi đến đây rồi được chiêm ngưỡng những cây hoa mận khoe những bông hoa màu trắng như thế này, chỉ mong sao là mẹ thiên nhiên năm nay sẽ không cho địa phương này một trận mưa, mà là mưa đá, tức là sẽ không xảy ra mưa đá và gió lốc, thì năm nay mận của người dân sẽ được mùa. Và mong sao là giá thành của sản phẩm mận máu của huyện Hoàng Su Phi năm nay sẽ có giá rất là cao, cao hơn mọi năm, để người dân ở đây có nguồn thu nhập ổn định hàng năm từ cây ăn quả. Đây là giống mận địa phương nha các bạn nhé. Những ai có thể thưởng thức mận máu của huyện Hoàng Su Phi vào khoảng tháng 5, tháng 6 thì có thể là khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8 gì đấy thì mới có mận cơ. Thì mọi người có thể là liên hệ trên kênh YouTube Tuấn Nùng Hà Giang nhé. Đây các bạn có thể thấy là cả một cái hàng cây mận rất là đẹp luôn này. Quá tuyệt vời luôn.
Các bạn ơi, bây giờ đã 6 giờ rồi, 6 giờ chiều rồi thì mình với anh Dũng đang lang thang ngắm những cây mận máu về buổi chiều, trời chiều như thế này. Và mình sẽ lên trên này để mình hỏi xem là anh Dũng cũng đói và mình cũng rất là đói rồi. Hỏi xem là chị có bán gà không? Bán gà sẽ bắt lấy 1-2 con thằng luộc, sẽ ăn nhanh nhé. Luộc sẽ ăn. Ăn bụi bụi như thế nó mới thích. Bạn nãy Tuấn Nùng có hỏi chị là có gà không, chị bảo không có. Nhưng mà bảo là nếu có thì chị bắt cho em 2 con. Thì chị đang bắt về cân rồi. Bây giờ mình sẽ mời mọi người đến mình sẽ mua của chị 2 con gà. Sau đó là sẽ luộc ở đây và sẽ ăn ở đây luôn. Tuấn trái phải hấp cân từ nào? Bóc sạc á, dù bên bóc 10 phải là đang thắn vào đi. Các phải bóc sạc nhau lên thẳng đằng đi. Bóc sạc vừa ưng đang gương tổng đúng rồi. Ô con mà không nhau thì nằm mẹ. Bé ơi, bật cái đèn chỗ này lên. Bật cái đèn sáng. Hôm nay con đi, con sạc này ra. Ở đây mà răng mặt mà đúng không cắn không cắn được không cắn 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 không cắn. Chị hộ em đun nước nha, em mổ luôn ở đây. Các bạn này, hai con gà rất là ngon luôn này. Hai con gà trai đấy. Hai con gà này là hai con gà rất đẹp trai đấy. Tuyệt vời luôn nè. À, đây là khu vực bể nước của chị. Tí mình sẽ làm lông ở đây. Xung quanh đây thì được bao bọc bởi những hòn đá rất là to. Và khu vực này thì có nguồn nước chảy về tự nhiên. Và mình sẽ bổ gà đây. Trong khi chờ đợi nước sôi thì để tạm con gà đâu đã. Cái xô này có lẽ là em bé, em gái cái đang có con 2 tháng tuổi. Và sẽ giặt ở trên đó. Mình không thể để con gà vào đó được vì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái quần áo hoặc là tã của con của em bé đó. Em bé mới được 2 tháng rồi. Bây giờ ngắt đi nha. Ok nhé. Sau khoảng độ 20 phút Tuấn Hùng cũng đã làm lông xong với lại 2 em gà. Và bây giờ thì mình sẽ cho lên để luộc thôi các bạn ạ. Xong là tí thì sẽ cùng anh ấy đấy. Người đàn ông đảm đang một mình làm 2 con gà trong phút mốt. Ok rồi. Bể này chả biết đâu. Để bể trên này cho nó sạch. Ây da, các bạn ơi, gà của mình là bắt đầu đã sôi rồi. Sôi một tí thôi, gà này non. Chắc là chín rồi đấy anh. Có gừng không? Đây ạ, đâu. Có gừng. Có, gừng. Em cho một nhánh gừng vào rồi. Ok rồi, bây giờ vớt gà ra, không là sẽ đổ vị của em. Đi củ này. Măng ăn, có măng không? Khoai tây và củ canh luôn. Lật nó đi chưa? Lật rồi. Thế là được rồi đấy, gà đã non. Gà non. Đây các bạn có thể nhìn thấy con gà. Rất là ngon luôn. Dư à, tài ông mai à. Dư à, đây có lái cho thử mèo vong ấy.
Đấy, bác làm cho mình đá già. À, bác có thể ra ngoài cho khoai tây vào. Lúc nữa là khoai tây sẽ rất là ngon. Cho muối vào, nêm luôn đi. Có hạt nêm chắc không ngấm vào cái khoai tây một tí là nó sẽ rất là ngon. Chắc không dùng hạt nêm nữa. Tối nay là ăn cơm ở trong bản tí đó. Thôn này là thôn Ngài Thầu. Tà Trải. Đây là thôn Tà Trải của xã Thằng Tín các bạn ạ. Khoai tây đây dân tự trồng rất là ngon luôn. Mọi người, vậy là gà đã luộc xong rồi. Con gà to hơn này thì với lại lòng mề thì sẽ chặt ra thì dùng cơm với gia đình. Còn em gà nhỏ này thì sẽ dùng tay để xé. Xé ăn thưởng thức món gà của người dân bản xứ tại thôn Tà Trải xã Thằng Tín. Rất là ngon, hấp dẫn lắm này. Ô, sốt mà. Sau khi gà được chặt xong thì các bạn sẽ thấy là ăn tạm bát thôi. Sẽ được bóp lá chanh. Bóp lá chanh với lại muối nha các bạn nhé. Rất là ngon luôn. Anh tên là gì nhỉ? Kinh. À, anh tên là Kinh, hộ của anh Kinh, chủ của những vườn mận máu cổ thụ nhiều mận nhất thuộc thôn Tà Trải xã Thằng Tín, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Đây mọi người, cái món này là món ngon nhất. Wow, các bạn ơi, bác cái này dùng cho lấy cái hòn bi ấy. Đây hòn bi cà hòn nào là ông là ăn quả đấy. Các bạn có thấy không? Đây, có một cái vỡ. Đây là món ngon nhất. Đó chính là món cái gì kê nhỉ? Ngọc kê. Ngọc kê. Thế là bên chỗ chợ Thằng Tín ấy, với bên này là vẫn là cùng họ hàng với nhau à? Vâng. Rất là ngon. Đói rồi. Nhìn thấy thôi đã đói rồi nha các bạn ơi. Hôm nay thì Tuấn Nùng đến nhà của anh chị này mua gà luộc ăn, thì cũng hôm nay trong nhà cũng có khách, tức là có các chị ở trong làng đến chơi và gia đình thì đang xào món thịt lợn nhé các bạn ơi. Đây là món thịt lợn Tết. Đó, món thịt lợn Tết rất là ngon luôn, hơi mỡ một chút thôi nhưng mà sẽ rất là ngon. Cái này sẽ được xào với lại rau dưa. Cái này sẽ để cho nó khô một chút và múc bớt mỡ ra. Sau đó là mình sẽ cho rau dưa xuống để xào ăn sẽ rất là ngon. Trong khi chờ đợi xem này. Thì đây là nồi khoai tây. Đây là nồi khoai tây. Cũng khoai tây cũng đã bắt đầu rừ rồi. Thì các bạn có thể thấy các chị của người Nùng, dân tộc Nùng của Tuấn Nùng đấy. Buổi tối thì bao giờ cũng rất là ấm áp. Đó. Mọi người đến nhà nhau chơi, xong sau đó là sẽ ăn cơm với nhau, rồi là nói chuyện và chuẩn bị cho một mùa xuống ruộng, xuống đồng cho năm mới.
Đấy là nồi khoai tây nấu với canh gà là đã xong rồi. Chị đã bê ra đây rồi. Và bây giờ chỉ có múc ra bát thôi. Món gì đấy, gái? Măng đắng à? Ăn đi. Ừ, ăn đi thôi hay chắc. Bò ăn đi xem bè ảo hơn à, tí hàng nếu khám bè rác này, khám bè. Chưa đắng đâu. Nhiều phần sao mà. Măng có cả món măng đắng các bạn ạ. Măng đắng thì chưa đắng đâu, ở đây thì măng bản địa thôi. Ô thò tắc về đó. Bộ sao ta thắc xăm rồi đó. Ốc giả lê tổ. Chị chở sao bắt xăm bật tóc. Các bạn này, các cái miếng thịt lợn lạp, lợn Tết là đã được múc ra bát rồi. Và sau đó là mình nghĩ xào dưa riêng, tại vì là có nhiều cô là không muốn ăn dưa lẫn với lại thịt, nên sẽ để lại một nửa để xào rau dưa. Rất là ngon luôn, rất là hấp dẫn luôn này. Đây các bạn có thể nhìn thấy rau dưa là dân ở đây là tự trồng rau cải xong sau đó là về tự muối dưa, rất là ngon luôn. Đó. Hôm nay cũng rất là may mắn cho Tuấn Hùng với lại anh Dũng. Anh Dũng nhỉ? Hôm nay anh Dũng nhiếp ảnh với Tuấn di chuyển vào đây thì cũng chụp được ảnh, mặc dù là thời tiết nó không ủng hộ cho hai anh em, rất là âm u nên là thiếu ánh nắng, sẽ không có những bức ảnh tuyệt đẹp. Nhưng khi vào nhà của anh chị này mổ hai con gà để hai anh em dự tính là đói quá xé ăn, thì cũng gặp gia đình hôm nay có khách rất là đông vui nhé. Tí kiểu gì cũng được giao lưu rồi các bạn ạ. Đây các bạn này, rau dưa đã được cho xuống chảo rồi. Cái này thì chỉ cho thêm một chút mì chính nữa thôi. Vâng. Đó, mình chỉ cần nêm thêm mì chính và cho thêm một ít rau súp nữa chắc là ngon rồi. Rất là ngon, rất là hấp dẫn. Hiện tại thì em gái này đang thái măng. Em gái này năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? 18. 18 à? Ồ. Đây các bạn có thể thấy những miếng măng đắng được thái ra rất là ngon. Măng này thì rất là còn rất là ngọt nhé các bạn nhé, chưa hề đắng đâu. Măng bản địa đây chỉ có măng ở mạn dưới Bắc Quang mà lấy lên su phì bán thì rất là đắng, và Tuấn Hùng thì không ăn được đắng. Đắng nằm pẹ dê, nằm pẹ cá là ăn được, nhưng mà đắng về măng vào cái mùa mà nó đắng rồi ấy, thì là không ăn được. Đây em bé vừa mới có được hơn 2 tháng này. Ở đây khói quá em ạ. Đấy, em bé có được hơn 2 tháng là nhiều lắm. Bé trai hay bé gái đấy em? Trai. Hả? Trai à? Thôi bây giờ các chị thì vẫn đang ngồi ở đây để xào món măng đắng, còn Tuấn Hùng sẽ di chuyển lên trên nhà đây. Đây các bạn ơi, đối với lại nhà của dân tộc Nùng thì nhà sàn này rất là cao luôn, cao đến hơn 2 mét, chắc là phải 2 mét mấy đấy. Mời mọi người cùng mình lên nhà nào. Đây bây giờ mình cũng mới được lên nhà này. Nhà rất là rộng các bạn ơi. Ở đây thì nhà cực kỳ là rộng luôn. Rất là rộng. Nhà này anh làm lâu chưa? Làm được
4 năm rồi à? Cột này nhá, bằng xoan này. Cây núi có phải ngâm không? Ngâm. Các bạn ơi, vậy là mâm cơm của mình đã ok rồi. Gà xé này, thịt lợn Tết này, dưa xào, thịt gà chặt, đó, canh khoai tây. Bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình dùng bữa nào. Đói rồi. Các bạn ơi, món gà xé đây, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Mỗi người một tay. Cái chân của nó này. Mẹ móng tay hơi đen. Anh xé hẳn cái đầu nữa. Tuyệt vời luôn, đó. Rất là hấp dẫn luôn. Cho tôi xé cái đùi ra. Tuấn Nùng xin mời mọi người dùng bữa tối nhé. Bây giờ đói rồi. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc còng gà rất là ngon luôn, cực kỳ là hấp dẫn. Đó rồi. Ui vào tất rồi. Đó, gà của dân trên xã Thằng Tín tự nuôi này. Phải đợi tối mới bắt rất, được đấy. Rất là ngon, phải đợi trời tối mới bắt được. Đến sớm lắm. Tại vì khi gà chưa vào chuồng là chưa thể bắt được đâu. Tuấn Nùng mời mọi người nhá. Thêm nghề vào đây cho vui. Chấm này. Rồi mời mọi người thưởng thức nào. Các bạn ơi, đây là anh chủ nhà, anh ấy, anh tên gì nhỉ, em lại quên mất tên rồi. Anh Kinh chủ nhà đây mọi người nhé. Nếu mà lên đến xã Thằng Tín này, các bạn đi du xuân mà chụp ảnh vườn mận nhà anh ấy thì tối là có thể nghỉ lại đây được, tại vì nhà sàn của anh rất là rộng và có thể là nghỉ lại như một homestay nhá. Vườn mận vĩ đại nhất của vườn mận rất là đẹp luôn. Cũng là đầu xuân năm mới, em mời anh Kinh nhá. Cháu mời cô nhá, mời các chị ở bên kia nhá. Sau đây thì mình sẽ mời mọi người nhá. Sau đây mình sẽ mời uống một chén rượu cùng với chủ nhà. Em ơi, ngồi đây đi. Đây là con rể đúng không? Đây là con rể, cháu trai này là con rể của anh Kinh. Cái con rể của người đâu? Ở ngay bên này thôi, cũng là Thằng Tín thôi. Con trai trai. Nào mới vào, con rể mới vào làm đi. Không uống được á? Ôi. Chú không uống được rượu nhưng mà vẫn phải uống đây này. Tuấn Nùng mời cả nhà dùng cơm và uống một chén rượu nhá. Ở bên này lấy nước vào ruộng là thế là cấy sớm à? Vâng. Cấy sớm. Cấy 1 năm 2 vụ. Không ăn một đầu hả? Chắc phải chặt ra cho dễ ăn. Có được một xé đi. Chú xé đi. Thêm anh xé ra con coi. Ồ, cái cầm xé rồi. Cực kỳ. Nó lo nô ngày xưa ăn chua cái quay. Thế là em có làm việc ở xã không? Hả? Có làm việc ở công tác ở xã không? Thế nhà mình có bao nhiêu cây mận tất cả? Chắc là gần 100 cây sao? Anh kia mơ ảo bè hợp thủ mang ý bên tay không? Thủ tụ ý. Thế cầm khá còn. Thế cái cây to nhất là trồng được bao nhiêu năm rồi? Chắc là được 10 năm. Cái này để lau tay á? Ôi 10 năm nào mà to được vậy á? Ồ chân mung nào? Ừ. Ôi thế nhanh to nhỉ? Vâng. Mấy chả to anh có thể phân thử không? Rất là ngon mọi người ơi. Mời cả nhà nhá, mời cả nhà xem YouTube nha. Mười năm mà được gốc to thế nhỉ? Thì mình phải trồng thôi. Tầm ai? Anh bây giờ lên anh ở hẳn mà luôn rồi mà. Anh nước trời. Trồng chắc vẫn kịp. Thế thì mận này lớn nhanh hơn là mận Tam Hoa nhỉ? Cấm biên giới thì vẫn đi chợ qua lại đúng không? Mình ấy người Trung Quốc nhưng họ có qua mình nhiều khó. Đó. Cái ngày trước mình còn được đi, em được đi một lần đi xuống ở hẳn dưới chỗ
biết dưới đấy còn có một cái nhà Mông cơ. Ừ. Nhà Mông nó đổi tiền với lại họ ấy, nhưng mà ở đất Trung Quốc bên kia bây giờ. Nhưng mà như anh thì lúc hỏng mà lúc, nhưng mà anh không phải người như này, lúc ở đây thì cũng không được sang mà, cũng không được cấp giấy. Hôm anh hỏi ở chỗ bên chỗ Thằng Tín cái đường đi chợ đó, mà phải là người bản địa đó. Chứ còn nếu là du khách là không cho qua. Ngày mai này kia chắc là đông. Cái vườn mặn sẽ đông người đến đúng không? Vâng. Nhật phải tây này. Thứ bảy chủ nhật. Vâng. Chào mọi người, chào mọi người. Các mình lắng mơ thú phí. Cái này đi chụp mình không được phí không? Thú phí bảo. Thú phí ở trong mặt chụp ảnh một góc gặp thú phí nhé. Bé thích thành một cảnh. Thì cả bé thích thành. Thích thành. Thích thu thì thu được nhiều một ngày bao nhiêu? 10.000 Và những ai đến vườn mận của mình để review hay là chụp ảnh quay phim thì cứ mỗi một người 10.000. Chị Hằng gặp chị nói đẹp khoảng như không là trẻ. Dưới này mặt hơi già mà đẹp hơn bên kia. Đấy, đấy giả đấy. Dạ vâng. 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 Các bạn này hiện tại thì cũng đã 9 giờ tối rồi. Đó. À, các cô các chị thì vẫn đang ngồi để uống rượu. Còn đối với Tuấn Nùng thì cũng xé hết con gà rồi. Chỉ còn lại miếng phao câu, cái chân với lại cái cổ thôi. Đó. Còn con to chặt ra hai đĩa thì để sang bên kia rồi. Đó, thịt lợn cũng vơi, khoai tây cũng vơi, rượu cũng vơi đi 1-2 pep rồi. Bây giờ cũng đã 9 giờ muộn quá rồi. Anh Dũng thì anh lại còn về tận Bản Luốc cơ. Nên là có lẽ là Tuấn Nùng cũng sẽ xin kết thúc video ở đây. Nói thật ra hôm nay là rất cảm ơn gia đình vì Tuấn Nùng với anh Dũng di chuyển đến đây thì rất là đói rồi. Và cũng được mổ hai con gà ra luộc lên với lại được ăn cơm với gia đình thì cảm thấy là rất là vui luôn. Vì cộng đồng dân tộc Nùng của Tuấn Nùng thì đi đến đâu thì cũng rất là tình cảm các bạn nhé. Tuấn Nùng xin chân thành cảm ơn quý cô chú, anh chị và toàn thể các bạn luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube Tuấn Nùng Hà Giang. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của Tuấn sau khi review lại cái những vườn mận máu sau Tết đầu xuân đẹp nhất tại xã Thằng Tín, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Thì Tuấn Nùng cũng có một cái video nho nhỏ dừng chân tại nhà của anh Kinh, chủ của vườn mận máu đẹp nhất của xã Thằng Tín, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang nhé. Và hứa đến tháng 6, tháng 7 khi mà vào vụ mận chín, những ai mà muốn được thưởng thức những quả mận máu của huyện Hoàng Su Phi rất là giòn và rất là ngọt, kèm theo cái màu quả nó đỏ như máu, rất là ngon. Các bạn có thể làm siro mận máu, có thể là ngâm với rượu, có thể là ngâm làm ô mai đều rất là ngon nhé. Thì lúc đó hãy liên hệ với Tuấn Nùng qua kênh YouTube Tuấn Nùng Hà Giang, có số điện thoại của Tuấn ở trên đó nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo trên kênh YouTube Tuấn Nùng Hà Giang. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ và chuẩn bị cho một giấc ngủ thật là ngon. Còn bây giờ thì Tuấn Nùng với anh Dũng sẽ di chuyển đi về huyện. Từ đây về huyện có khoảng độ 18 cây cơ.